Chào mừng anh chị em đã tới với Man City Homie. Đây là nơi đem tới cho anh chị em những tin tức nóng nhất, những câu chuyện thú vị, những bình luận sâu sắc xoay quanh The Citizen. Hãy đăng ký, bấm rung chuông để cùng chúng tôi bắt đầu video ngày hôm nay nhé. Rodrigo khen Man City hay nhất thế giới. Ngay trước thềm trận chung kết Champions League, tờ Marca bất ngờ tiết lộ Man City đang quan tâm tới tiền đạo Rodrigo của Real Madrid. Đội bóng nước Anh sẵn sàng trồng hơn 100 triệu euro để thuyết phục Real nhả người. Rodrigo là hung thần với mảnh lưới của Man City. Hai lần gần nhất Man City bị Real loại khỏi Champions League, Rodrigo đều ghi dấu ấn đậm nét. Trước những đồn đoán gia nhập Man City, Rodrigo bất ngờ khen ngợi đối thủ. Tiền đạo người Brazil không ngại ngần khen Man City là đội bóng mạnh nhất thế giới lúc này. Theo đó, Rodrigo chia sẻ: Man City ư? Thành thật mà nói, tôi nghĩ Man City mạnh hơn Real Madrid. Thậm chí với tôi, đó là đội bóng mạnh nhất thế giới lúc này. Họ là đội chơi thiếu bóng đá hay nhất thế giới. Nhưng ngược lại, Real Madrid cũng có những phẩm chất riêng mà tôi không thể giải thích. Hiện Rodrigo có hợp đồng tới năm 2028 với Real Madrid. Đại diện Tây Ban Nha cũng không hề có định bán tiền đạo sinh năm 2001, kể cả khi có nhận được một lời đề nghị khổng lồ. Klopp sẵn sàng chờ tới ngày Man City bị tước danh hiệu Premier League. Trong ngày trở lại Liverpool để giữ lễ vinh danh mình, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã có những chia sẻ nhắm vào những đội bóng kình địch tại nước Anh. Trong đó, khi người dẫn chương trình John Bishop nói về 115 cáo buộc của Man City, chiến lược gia người Đức đồng tình và thừa nhận rất vui nếu được trao danh hiệu Premier League. Ông rời Liverpool khi mới chỉ vô địch Premier League một lần, nhưng nếu những cáo buộc được đưa ra cho Man City, điều đó có nghĩa ông có thể vô địch 3 lần. John Bishop chia sẻ. Đáp lại thì Klopp trả lời: Nếu có lễ diễu hành bằng xe buýt, tôi chắc chắn sẽ tham dự, chờ bao lâu cũng được. Lần gần nhất giám đốc điều hành của Premier League Richard Master chia sẻ về cáo buộc của Man City là vào ngày 26 tháng 4 vừa qua. Theo đó, ông khẳng định những án phạt sẽ được đưa ra trong tương lai gần. Với hàng loạt các vi phạm tài chính, không loại trừ khả năng Man City đối mặt với những lệnh cấm tham dự cúp châu Âu, thậm chí là bị trừ điểm, đánh xuống hạng hoặc là tước chức vô địch. Trong kỷ nguyên của mình, huấn luyện viên Pep Guardiola đã chiêu mộ rất nhiều các cầu thủ đắt giá. Thành quả là hàng loạt các danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm 7 chức vô địch Premier League, 1 Champions League. Man City gặp người đại diện của Gimaraes. Sẽ rất thú vị để xem liệu Man City có đưa ra đề nghị chính thức để kiếp đồng với Gimaraes hay không. Man City cần mang về một tiền vệ trung tâm và nguồn sao người Brazil là một sự bổ sung tuyệt vời. Sau một mùa giải khốc liệt, Man City cần thêm sự sáng tạo cũng như kiểm soát để khu trục tuyến. Và Gimaraes sở hữu cả hai yếu tố này. Tiền vệ 26 tuổi đã chứng tỏ anh là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất giải đấu kể từ khi gia nhập Newcastle. Tuy nhiên, viễn cảnh gia nhập một câu lạc bộ như Man City chắc chắn sẽ khiến Gimaraes khó có thể chối từ. Nếu tới Etihad, tuyển thủ Brazil sẽ có cơ hội giành được các danh hiệu, điều mà anh khó có thể chạm được trong màu áo của Newcastle. Theo AS, Man City có thể chiêu mộ Gimaraes với giá khoảng 70 triệu bảng. Dù vậy, con số này có thể tăng cao hơn nữa bởi Newcastle chắc chắn không muốn mất đi một trong những cầu thủ quan trọng nhất của mình với mức giá rẻ. Đến lúc này, Gimaraes vẫn còn hợp đồng với Newcastle tới năm 2028. Thời gian đủ dài để trích chuẩy ép giá. Chẳng riêng gì Man City, hai ông lớn khác của Premier League là Liverpool và Arsenal cũng đang nhòm ngó Gimaraes. Rất có thể sẽ có một cuộc tranh giành nổ ra trong thương vụ này ở hè 2024. Và dĩ nhiên, Newcastle rất thích điều đó. Man City đưa ra thời hạn cuối cùng để Pep quyết định tương lai. Kể từ khi tới với Man City vào năm 2016, Guardiola đã biến câu lạc bộ này trở thành một thế lực thống trị bóng đá Anh và châu Âu. Dưới sự lãnh đạo của ông, Man City đã giành 15 danh hiệu lớn, trong đó có 6 chức vô địch Premier League. Và không có gì ngạc nhiên, bà lãnh đạo câu lạc bộ mong muốn chiến lược gia 53 tuổi này cam kết một thỏa thuận mới sau một kỷ nguyên thành công chưa từng có. Nhưng sự ra đi của Guardiola dưới những ngày càng có nhiều khả năng xảy ra. Mối quan hệ thân thiết giữa Guardiola và giám đốc bóng đá của Man City, Tiski Viristan, đảm bảo rằng ông có quyền tự do quyết định cách thức và thời điểm ra đi. Theo tờ ESPN, Guardiola được cho là sẽ công bố quyết định ra đi sau FIFA Club World Cup vào năm 2025.
Nhưng câu lạc bộ muốn ông có quyết định dứt khoát trước Giáng sinh để có nhiều thời gian để chuẩn bị lên kế hoạch tìm người kế nhiệm. Sau chiến thắng 3-1 trên West Ham ở vòng cuối Premier League, Guardiola thừa nhận ông tiến gần với việc ra đi hơn là ở lại. Ông cũng bày tỏ cảm giác mệt mỏi và thiếu động lực để chuẩn bị cho một mùa giải khác. Các nguồn tin của ESPN cho biết Guardiola có vẻ sẽ không dẫn dắt một câu lạc bộ khác sau khi rời Man City. Thay vào đó, ông muốn dẫn dắt một đội tuyển quốc gia tại một giải đấu lớn như World Cup 2026. Man City nhận thức sâu sắc về thách thức về việc phải thay thế Guardiola. Tác động của ông đối với câu lạc bộ còn vượt xa những danh hiệu giành được khi Pep đã định hình lại phong cách của đội và mang một tầm cao mới về tính chuyên nghiệp. Man xanh mong muốn có nhiều thời gian nhất có thể để xác định và đánh giá những người thay thế tiềm năng, hiểu rõ tầm quan trọng, nhiệm vụ phía trước. Giai đoạn chuyển tiếp này rất quan trọng, không chỉ trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh của câu lạc bộ, mà còn trong việc bảo tồn văn hóa và triết lý mà Guardiola đã thấm nhuần. Và đó cũng là nội dung cuối cùng của video ngày hôm nay. Hãy đăng ký và ấn rung chuông để ủng hộ chúng tôi nhé! Thank you.